Tân An kiểm tra xem mấy bạn này đã có kèo ở trong bụng chưa? Mấy bạn này có kèo trong bụng rồi. Thế à? Thế bây giờ Tân An đổ kèo ra cho các bạn xem nhá. Bố xem nào, bố xem nào. Mấy bạn này có kẹo thật chứ các bạn này. Đây kẹo, là kẹo hoa quả, quả hoa quả này, kẹo sô cô la này. Đây, bạn này cũng có này nhờ. Rồi, Tân An bây giờ để bố lấy cái đĩa Tân An đổ ra nhá. Tân An TV. Siêu nhân Tân An ơi. Không biết siêu nhân Tân An đang làm cái gì đây nhỉ? Siêu nhân này ngủ các bạn ạ. Siêu nhân ngủ ở một bình sữa to chứ này. Siêu nhân, chạy đi chơi đi. Yeah. Thế tại sao Tân An lại có bình sữa to như này ạ? Đằng trong này có nhiều cả, rất là nhiều bình sữa nhỏ này nhờ. Thế Tân An uống hết một bình sữa này rồi mới đi ngủ à? Nhưng mà sao lại có nhiều bình sữa nhỏ này? Bởi vì em để lại để em nuôi các con vật đấy. Thế à, Tân An nuôi các con vật à? Dạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ mang bình sữa đi cho các con vật uống nhá. Dạ. Đi. Tân An có nhiều con vật chưa này. Con gì đây? Con cá. Con cá. Này, một con này. Con cá xanh nữa này. Đâu nữa Tân An? Đây có một con nữa này. Đấy. Đây. Đây có hai con nữa này. Đây. Em giúp cá không này? Cá heo đúng không? Đây. Có con nữa không Tân An? Tân An đang còn gấu và chim nữa. Tân An nuôi cả gấu và chim à? Thế bây giờ chúng mình đi tìm gấu và chim để cho các bạn uống sữa nhé. Tân An trước đi. Ở đó gấu và chim của Tân An đâu? Đây ạ. Đúng rồi, đấy ạ. Có nhiều nhỉ? Đang ra nhặt nhá. Đây, ta đang có hai bạn gấu nhỉ. Con gấu trúc đúng không? Gấu trúc kia ăn gì? Con kia nữa. Đúng rồi. Con gấu trúc thì ăn gì? Ba con gấu trúc nhỉ. Gấu trúc thì ăn kẹo, ăn cái trúc ấy. Rồi, đây bạn Angry Bird này. Angry Bird thì ăn gì? Angry Bird thì ăn ăn cơm. Ăn kẹo nữa. Đây bạn đỏ này kìa. Rồi, đi vào. Bình sữa này rất là to, nhưng mà cho nó uống thế rồi. Còn bình sữa nhỏ để cho các con vật uống. Nhưng mà uống xong là các con vật để ra trứng đấy. Thế cơ à? Để ra kẹo. Để ra kẹo cơ à? Yeah. Bình sữa này rất là to này, Tân An uống hết đây này. Còn bình sữa nhỏ này là để Tân An nuôi các con vật đúng không? Và các con vật uống sữa xong là lại đẻ ra kẹo đấy nhờ. Thế là bây giờ Tân An cho các con vật ra đứng ở đây này đi, để chúng ta cho uống sữa nhá. Đấy. Bạn này là bạn gấu này. Bạn chim này. Bạn gì nữa nhỉ? Bạn cá giống á. Cá này. Con vịt này, con vịt này. Đúng không? Rồi, mình nhặt ra đi. Đấy, con cá này. Con cá này cũng đáng yêu lắm này. Ra nhặt ra đi. Nhặt ra chúng ta cất cái rổ cho gọn nhé. Cái này để đây này. Đấy. Tìm đây này. Đây là con gấu trúc. Gấu trúc đúng không? Còn đây con chim. Còn con gấu trúc. Con này con chim. Còn đây con gấu trúc. Còn đây con cá. Còn đây con cá. Đây con nga. Con gì. Đây con cá. Cá gì nhỉ? Đây cá gì nhỉ? Cá này cá heo. Cá heo. Còn đây con cá. Đúng rồi. Cá ống. Đây là con ngỗng hay là con ngan, con ngỗng đó ạ. Con ngỗng nhá. Còn con này cá gì? Cá ông. Đây con cá ông à. Gọi là grandpa fish đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tôi đang lấy bình sữa ra cho các bạn này uống đi. Tôi đang có bình sữa rất là to. To ơi là to. Tân An uống hết một bình chứa này chưa ạ? Dạ. Tân An uống tham dữ ta. Xem cái bụng nó to mà. Wow, trong bình sữa này to thế. Còn bạn có chút đây. Các bạn có chút. Tân An uống hết một cả các con uống chứa này nữa. Chúng ta có bình chứa này nữa. Tân An uống hết bình chứa này nữa nè. Bình này Tân An cũng uống tham uống hết rồi. Chúng ta làm 8 bình nữa.
bù bình sữa to nha. Xong bây giờ uống sữa này nhá. Uống sữa kẹo đã ăn nhờ. Con người lớn không được uống đâu. À, con cá lớn không được uống à? Rồi bây giờ Tân An cho các bạn này uống sữa này nhá. Dạ. Tân An là bố nhá. À, các bạn này uống. Bạn này, bạn này, bạn này, bạn này giỏi lắm. Uống xong là các bạn ấy để đã kẹo đúng không Tân An? Rồi. Chào sô cô la đây. Ô, chào sô cô la đây. À, bạn này uống này. Đây bình sữa của Tân An này các bạn này. Có đã kẹo. Này. Một bình này. Bình hết rồi đúng không? Tân An cho uống đi. Bình này em cũng về cho bây giờ để cầm lại. Bạn uống sữa. Tiên Nga đúng không? Mà cũng gọi là Tiên Nga đấy. Ừ. Ủa, cho cả ông này uống đó. Trời ơi là trời. Cả ông cũng uống chứ. Con cả ông làm sao uống được. Thật sự. Đây, đây. Ta đang kiểm tra xem mấy bạn này đã có kẹo ở trong bụng chưa? Mấy bạn này có kẹo trong bụng rồi. Thế à? Thế thì bây giờ ta đang đổ kẹo ra cho các bạn xem nhá. Bố xem nào, bố xem nào. Mấy bạn này có kẹo thật chứ các bạn này. Đây kẹo, là kẹo hoa quả, quả hoa quả này, kẹo sô cô la này. Đây, bạn này cũng có này nhờ. Rồi, ta đang bây giờ để bố lấy cái đĩa ta đang đổ ra nhá. Kẹo này, bạn này cũng bán rất là nhiều kẹo này. Bạn này cũng rất là nhiều kẹo này. Bạn này đầy kẹo lắm. Đúng rồi, bạn này cũng đẻ ra rất nhiều kẹo đúng không? Bạn này. Ta đang lắc trước khi đổi chứ. Đấy. Bạn này cũng rất là nhiều kẹo rồi. Bạn nào cũng nhiều kẹo nhỉ? Bạn này. Cho bố bên cạnh nhé. Thật thèm quá. Ngon không? Tại vì nó nghỉ gì đó nhỉ? Bạn này nữa. Ta đang lắc lắc xem. Bạn đây có hai cái. Hai cái. Rồi, đây là cho bố nhặt nhé. Đây, bạn này đây. Đây, đây, đây. Đấy, bố lấy cho nhá. Đây, bạn này nữa. Em đau bụng đấy. Em bỏ lại chưa? Đây. 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 Hai bạn nha. Bạn này có không? À, bạn này bỏ lấy đây này. Rồi. Mình là đàn các con vật của Tân An đẻ ra được rất nhiều kẹo các bạn này. À, ta đang bóc cả kẹo này nhá. Ta đang bóc ra đổ ra cho bạn xem này. Này, đổ lấy cho. Rất là nhiều kẹo nha. Kẹo sữa đấy. Sữa kẹo và kẹo sữa. Đây, ta đang mở hộp này ra đây. Ta đang sổ sổ nó xuống ấy. Đấy. Đấy. Đằng trong đang còn kìa. Đây còn này, nó dính vào đây. Đang còn 2 viên. Ồ, nó dính vào trong kìa. Đây nhá, đây nhá. Thùng này nhá, hộp này nhá. Nhẹ nhàng thôi. Không cần phải mạnh mẽ đấy. Hết chưa? Ở đây nữa, đây nữa, đây nữa. Đây, chip.
kiểu này cần đi hôm nào về Bà Nội cho các bạn ở quê nhỉ? Tân An nhỉ? Tân An làm sao hết được? Đúng không? Nhớ cái này không ạ? Ok, bây giờ Tân An sẽ ăn mỗi loại một cái để cảm nhận cái mùi vị nhé. Ăn ăn màu gì đây? Màu... Vị lá. Vị lá. Ngon không? Cho bố vị cam này. Cái này chắc chắn là vị cam này. Vị cam. Con vị này. Cái kẹo này kẹo gì đây bố xem nào? Sô-cô-la. Sô-cô-la mờ. Mờ đúng không? Đây là kẹo sô-cô-la mờ đúng không? Vị lạc đấy. Vị lạc à? Ờ nhầm, vị lạc đúng rồi. Ngon đó là nhầm. Ăn nhiều sâu răng đấy mà ăn nhiều kẹo nó không ăn được cơm đâu. Ăn ký thôi nhá. Nó vị gì đấy? Vị này. Vị sô-cô-la lạc đúng không? Kẹo này kẹo dâu này. Kẹo này là kẹo chanh này. Kẹo này là kẹo cam này. Phần kia là kẹo vị dưa. Phần này kẹo vị dưa thế nào? Đúng không? Còn đây là kẹo vị nho này. Vị nho này. Chíp chíp vị nho đúng không? Ừ, ngon nhỉ? Ngon. Ngon à? Ngon à? Không ngon lắm, có thấy ngon mà. Ngon. Ăn được. Nó được mùi ngon. Không phải đâu, kẹo này không phải kẹo thối đâu. Lại ăn ngon mà. Chỉ có kẹo thối mới buồn nôn thôi. Nha. Nốt chưa? Được chưa? Hết chưa? Rồi, để ăn thế thôi nhỉ. Cái này để cắt nhá. Cái này mình phải cho vào cái hộp mình cắt cho nó chảy nước này. Rồi. Thế bây giờ Tân An chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh của An nhé. Hẹn gặp lại các bạn.